ở tập trước lưu nghĩa cùng ai đến hang động xích diệm câu tìm ami thì gặp phải dạ đọa u linh lưu nghĩa đành phải đánh nhau với u linh cầm chân cho ai và ami chạy anh vẫn sức mạnh vương ấn ra để khô máu với chúng hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi nhé thấy đám u linh lộ sơ hở nên lưu nghĩa tung một quyền đánh thủng một con u linh ngay hai con u linh còn lại thấy đồng bạn chết thì hoảng hốt bỏ chạy đù mấy con này không có tình đồng đội gì hết mình đánh bậy đánh bạ mà lại đánh trúng nhược điểm của chúng lưu nghĩa đang tính rời đi thì phát hiện trong xác u linh có một hạt đan thứ này chết lại còn rơi ra trang bị thế thì ta cũng không khách khí nữa đâu nhé lưu nghĩa còn chưa lấy thì vương ấn đã hút lấy nội đan của u linh vừa nãy điều động khí để rút sạch lực vương ấn mình có thể cảm nhận được sức mạnh tăng lên vài phần xem ra thứ này tương đương với thuốc tăng cường của vương ấn nếu thêm đám nữa đến thì mình cũng không ngại thịt chúng nếu như nó có thể tăng phúc cho thần ấn thì chứng tỏ nó có liên quan nhất định đến thế giới của thần chipolo giống như may quay về hỏi may là biết ngay xử lý xong thì lưu nghĩa đi ra gặp chị em aisa và ami tốt quá rồi mọi người đã an toàn thoát khỏi lưu nghĩa anh cuối cùng cũng ra rồi amico thật là mùa mưa đen sắp tới rồi mà cô còn một mình chạy đến đây mạo hiểm cô có biết ai xa lo lắng như nào không hả không phải anh lưu nghĩa hãy nghe em nói em bị người khác bắt cóc đến đây ai lại dám bắt cóc em chị giúp em làm chủ là miêu phương phương bọn họ bắt cóc em là muốn em đưa thuốc nổ cho bọn họ em không chịu cho nên đã bị bọn họ ném vào đây lại là cô ta chả trách lúc đó cô ta lại căng thẳng như vậy lại vì lợi ích của cá nhân mà làm thương đồng tộc chúng ta quay về xử lý cô ta thôi anh lưu nghĩa bọn họ chính là sống ở nơi này còn muốn chạy trốn sao các người mơ đi lưu nghĩa tức tốc lao tới đấm thẳng vào mặt tên nam nhân các người lại vẫn còn sống quay lại đây sao nhiều phúc của ngươi đấy xem ra ngươi là biết được nguy hiểm của xích viêm câu mới để lộ ra tin tức dụ chúng ta qua đó xảy ra chuyện gì vậy cái này phải hỏi tộc nhân của cô hỏi xem cô ta bắt cóc ami lấy thuốc nổ để làm gì tộc trưởng đại nhân tha mạng đây đều là cách mà chồng tôi nghĩ ra chứ không liên quan gì tới tôi đồ đàn bà thối lừa ami đi là do cô dẫn dắt cô không thoát khỏi trách nhiệm đâu trách nhiệm của tôi cái gì mọi chuyện đều là chủ ý của ông nên tôi mới đi lừa ami ông đừng cho rằng tôi không biết lần này khương hồng ông dự định giao dịch với bộ tộc khác tôi đường đường là nam tử hán lẽ nào chỉ vì ơn thu nhận và giúp đỡ mà cam tâm tình nguyện sống trong sự nô bộc của nữ nhân tôi đếch muốn sống như thế các người đều là chó của nữ nhân đặc biệt là cậu lưu nghĩa tôi vốn dĩ muốn mời cậu cùng nhau rời khỏi đây ai mà ngờ được cậu lại hưởng thụ cuộc sống ở đây chính vì thế tôi mới bắt cóc ami đi muốn moi công thức tạo thuốc nổ cũng đều tại nhà đầu chết tiệt làm lộ ra ta sẽ đem bán nó đi cũng xem như là xứng với nó rồi cô gái nghe vậy thì giật mình mà trốn sau lưu nghĩa ngươi khinh trọng nữ khinh nam như ngươi có biết nếu như đã lựa chọn sinh tồn ở đây thay vì dựa vào thủ đoạn bẩn thỉu hãm hại người khác chi bằng tự bản thân hãy cố gắng nâng cao địa vị của mình khương hồng vốn dĩ là người có năng lực ở trong tộc mới được tộc trưởng ban cho họ khương bản thân các người không được đừng nói cô ấy cũng không được ami cảm ơn cô ban đầu có lòng tốt thu nhận và giúp đỡ các người ở bộ lạc khương thị không ngờ đây ngược lại là do chúng ta không được bắt đầu từ hôm nay tộc của miêu phương phương sẽ bị loại ra khỏi họ khương và đuổi ra khỏi khương thị các bộ tộc thân thiết với khương thị cũng không được thu nhận hai người này hy vọng các người có thể sống qua được mùa mưa đen không đại nhân xin hãy tha cho ta khi khương mỹ dương đi qua đây không nhìn thấy bọn họ sợ hãi sao bây giờ lại sợ như vậy việc này khiến mình càng lúc thấy tò mò với mùa mưa đen rồi năm ngày sau mùa mưa đen cũng đã tới cây cối mùa màng cũng bị tàn phá không ít không ngờ mưa mưa đen lại hoang đường như vậy nó giống như hút đi sức sống của vạn vật tất cả đều trở nên tĩnh lặng hơn nhưng mình lại không có cảm thấy lạnh như đám phi nhi bọn họ lẽ nào vì mình có thần vương ấn sao không biết tại sao từ đáy lòng của mình có một cảm giác trận mưa đen này đối với mình mà nói không phải là chuyện xấu lưu nghĩa đưa tay ra cảm nhận giọt mưa đen đây là mưa đen hóa thành khí chảy vào trong cơ thể mình xem ra anh đã hiểu bí mật của mưa đen khí mà anh cảm nhận được thực chất chính là ma lực người mở được thần ấn thì có thể hấp thụ ma lực nhưng đối với người thường thì mưa đen chính là tử thần, thì ra là vậy, cô đến rất đúng lúc, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, tôi có thể cảm nhận được cô đến từ một thế giới khác, tôi muốn hỏi cô, người ở thế giới của cô rốt cuộc có mục đích gì, tại sao lại muốn phóng ra mưa đen và dạ đọa u linh? Mưa đen là cúng tế lớn 3 năm một lần, pháp sư vĩ đại nhất sẽ mở ra cung tế dẫn động ma lực thúc đẩy thực lực tăng trưởng của một người tu hành thần ấn, mà dạ đọa u linh chẳng qua chỉ là một vài trò chơi của người khác mà thôi, đó đều là những linh thú do bọn họ nuôi dưỡng. Anh cũng đã từng bị linh thú của tôi đuổi theo rồi, trò chơi này là có ý gì? Đám người đó tính cách độc ác ích kỷ, họ tổ chức rất nhiều trò chơi linh thú giết người, linh thú của ai giết được nhiều người hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng, khi đến lễ cúng tế thì con người căn bản được xem như súc sinh mà bị giết hại. Ý của cô là chúng ta và bao gồm cả dân bản địa đều là đồ chơi của bọn họ, nói ra thì tàn nhẫn nhưng mà đúng là vậy, cảm thấy người dân địa phương có suy nghĩ lạc hậu nhưng bọn họ lại thật sự có tín ngưỡng với thần minh dựa vào cái gì lại bị đám người ích kỷ này xem là đồ chơi chứ bọn họ có gì sai lẽ nào chúng ta không phải được gọi là thần minh sao mặc dù mình sớm đã biết thế giới này là cá lớn nuốt cá bé nhưng bản thân nghe được điều này vẫn cảm thấy thất vọng với vận mệnh như vậy nó thật không công bằng chính vì suy nghĩ của anh và tôi giống nhau cho rằng bất cứ người nào cũng không nên dễ dàng quyết định vận mệnh của người khác cho nên mới bị bọn họ xem là khác loài và tội phạm chuyện đã đến mức này anh và tôi đều không thể ngăn cản tôi chỉ có thể nói cho anh biết trước khi thực lực của anh chưa mạnh lên tốt nhất là anh đừng nên nhúng tay vào tình hình cuộc sống nơi này lòng tự tôn của bọn họ rất mạnh đương nhiên sẽ không cho phép người khác thay đổi suy nghĩ đồ chơi của bản thân nếu anh gây sự tạo chú ý thì nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp tôi không chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ bị cuộc sống nhốt lại cô đừng quên rằng chúng ta vẫn đang bị nhốt ở đây tôi không quên anh về nhà trước đi chuyện còn lại đợi tôi quay về rồi nói cô là muốn đi đâu vậy tôi có một vài người cần gặp cô muốn đi gặp những thần kia sao bọn họ không phải là kẻ địch của cô sao lẽ nào cô muốn tự mình chui vào lưới anh không biết rõ tôi cũng có chuyện bản thân nhất định phải làm gặp mặt người này tôi không thể vắng mặt được may đưa cho lưu nghĩa một viên châu. anh hãy cầm lấy cái này vào lúc mấu chốt nó có thể giữ được tính mạng cho anh đây là lục linh châu anh quay về nghỉ ngơi đi bọn họ còn cần anh chờ đã may cô nghe tôi nói may hình như đã biết chuyến đi này của bản thân là lành giữ khó đoán cho nên đã gửi gắm trước khi chiến đấu cho dù cô ấy không nói rõ thì mình cũng có thể cảm nhận được Mặc dù mình đối với May không có quá nhiều tình cảm nhưng dù sao cô ta cũng che chở cho chúng ta lâu như vậy, đi theo xem thử thế nào, trên người của mình có thần ấn Chipolo, cuối cùng cũng sẽ sản sinh ra liên hệ với bọn họ. Sau khi May đi thì Lưu Nghĩa âm thầm đi theo, May cũng phát hiện ra nhưng cũng không cản. Cô vận pháp ấn, một luồng khí đánh vào người của Lưu Nghĩa, May thì đi đến gặp ba người đứng trên núi. Ba người này chính là thần sao, hoàng tử Nia đã lâu không gặp. May, cô vẫn đến gặp tôi sao, người đứng giữa là hoàng tử Nia, bên cạnh là công chúa Nina và hầu cận tên Mộ Vũ. Trên người của ba người này đều có một hơi thở vô cùng quỷ dị, đặc biệt là người đứng giữa rất mạnh. Cô đến rất đúng lúc, chúng tôi vừa hay đang thảo luận chuyện cung tế lớn lần này, tùy ý trả đạp lên mạng người khác. Đây thì được xem là cung tế gì chứ? Nể tình trước đây của chúng ta, tôi khuyên anh nên rút khỏi trò chơi này đi. Rút lui sao? Cô vẫn là người nhân từ như trước đây. Lẽ nào cô không biết rõ? Cung tế chính là dùng máu để mở. Trên đảo nhiều tiện dân như vậy chết vài người thì đã sao chứ? Mai nghe vậy liền tát cho tên này một phát, anh đúng là khiến cho tôi thất vọng, anh cho rằng cách này có thể đánh thức thần vương đại la sao. Ba người ngoài cuộc nhìn mà giật mình, con ả đáng ghét, phương thức đánh thức thần vương đại la đều là chuyện mà các thần vương quyết định. Ngươi vậy mà dám đánh hoàng tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao, đừng làm loạn, chuyện của tôi và Mai từ lúc nào đến lượt cậu chen mồm vào, thuộc hạ xin lỗi, thuộc hạ cáo tử. Thấy tên mộ vũ đi thì cô công chúa Nina cũng đi theo, may bây giờ cô nhất định sống không tốt đúng không chỉ cần cô nói muốn thành hôn với tôi thì tôi có thể xin phụ thân giữ lại may thị của cô sau này chúng ta chúng ta trước đây không có khả năng sau này cũng không có huống hồ tôi đã tháo khăn mặt với người khác rồi cái gì cô đã tháo cho ai xem rồi anh ta là người thừa kế của thần vương chipolo anh ta không giống với các người tôi tin rồi có một ngày anh ta sẽ đi kịp bước chân của tôi và cùng tôi vạch ra bộ mặt giả dối của các người thần vương chipolo hay cho một thần vương chipolo mình vẫn luôn cho rằng may tính tình lạnh nhạt nên mới không có sắc mặt tốt với mọi người không ngờ may lại ôm hy vọng lớn như vậy đối với mình ha ha chipolo khi hắn còn sống cũng không gây nên sóng gió gì bây giờ lại tìm một truyền nhân thì có tác dụng gì tôi đã nói mà sao cô có thể không sợ hãi mà xuất hiện trước mặt tôi thì ra cô đã gửi gắm cả đời cho người khác trong mắt cô tôi chưa bao giờ là gì cả nếu đã như vậy thì cô đừng trách tôi độc ác tôi sẽ tìm thấy người kế thừa mà cô nói sau đó thì sẽ hủy diệt hắn chả trách may lại lo lắng cho chuyến đi này hóa ra là vì người này xem ra may còn che giấu rất nhiều thứ với mình ví dụ như chuyện nhà của cô ấy nhất định là không giống như cô ấy nói bởi vì tin tưởng nên trở thành phản đồ sơn giản cô còn đứng đó làm gì nữa nếu như cô không trở thành người của tôi thì đừng ở đây làm chướng mắt tôi tự sinh tự diệt mới là kết cục vốn có của cô lần này tôi đến gặp anh là muốn làm giao dịch tôi sẽ dùng máu giúp anh cung phụng cho hắc thù mẫu vương còn anh giúp tôi bảo vệ nhà thờ mai yên trung nghe vậy thì tên hoàng tử dừng lại xem ra cô cũng không phải không được gì. Được, tôi rất thích giao dịch này, vậy bây giờ chúng ta xuất phát ngay, không cần phải gấp như vậy. Tôi sẽ không chạy, anh cho tôi chút thời gian để thu dọn đồ đạc. Được, tôi nể mặt cô, thu dọn xong thì đến bên bờ biển tìm tôi. Thì ra mai tìm hắn vì chuyện này, không biết hắc thủ mẫu vương kia rốt cuộc là cái gì mà phải dùng máu tươi để cung phụng. Tên hoàng tử Ni A liền đi vào cổng không gian biến mất, ra ngoài đi bọn họ rời đi hết rồi, mình bị bại lộ sao. Vậy Ni A bọn họ lẽ nào cũng, yên tâm bọn họ không phát hiện đâu, khi anh đi theo tôi lên núi thì tôi đã dùng ma lực che đậy hơi thở của anh rồi. Ha ha, tôi còn cho rằng hôm nay sẽ bị mất mạng nữa đấy. May mà chỉ có một mình cô phát hiện. Cô nhất định phải đi sao? Hắc Vương gì đó nghe có vẻ rất nguy hiểm. Chỉ cần ở trên thế giới này thì cho dù sinh tồn ở đâu đều có nguy hiểm, tôi chẳng qua chỉ là đổi một nơi tiếp nhận nguy hiểm thôi, ví dụ như bản thân tôi còn lo lắng cho anh hơn. Tôi không phải vì anh rơi vào nguy hiểm mới để lộ tồn tại của mình cho hắn, ngược lại tôi rất tin tưởng anh tôi biết anh rốt cuộc rồi cũng sẽ có một ngày có thể đến trước mặt bọn họ anh là cảm giác mà khoảng thời gian này khi ở chung với anh đã đem đến cho tôi tôi tin tưởng cảm giác này may không nói thêm mà kiễng chân rồi đặt lên trán của lưu nghĩa một nụ hôn hãy cố gắng trở nên mạnh hơn tôi sẽ ở điểm cuối cùng chờ anh vật tổ chính là môi giới tốt nhất của thần vương ấn nếu như anh rơi vào bình cảnh thế thì hãy đi đến chùa cam tuyền tìm mê lô đại sư ông ấy sẽ chỉ dẫn cho anh nói xong thì may biến mất lúc đầu khi mình rơi vào hoang đảo cố gắng sinh tồn chỉ vì muốn quay lại xã hội hiện tại khi chúng ta sắp rơi vào tuyệt vọng thì may xuất hiện đem đến hy vọng cho mọi người cũng là sự xuất hiện của thần vương ân khiến mình có thể tự tin tiếp tục sinh sống ở đây vì phi nhi vì linh ngọc cũng vì may mình phải tìm được vật tổ thăng cấp thần vương ấn bám rễ ở đây và cố gắng sống tiếp lực vương ấn là được khai thác ở trong bộ lạc xích cam vậy thì mình chỉ cần đi đến một vài bộ lạc có thần bảo vệ nghe ngóng tin tức là được đợi mùa mưa đen kết thúc trước tiên phải sắp xếp ổn định cuộc sống của bộ lạc khương thị trên đường đi về lưu nghĩa vấp phải gì đó nhìn lại thì anh giật mình trước mắt là hàng chục người chết trước cổng bộ lạc đây là xảy ra chuyện gì từ trong nhà đi ra một mãnh thú mắt đỏ lử một con sói cứ thế bổ vồ tới anh con sói lao tới cắn thì lưu nghĩa né tránh lưu nghĩa né sang thì chộp lấy thanh gươm không chần chừ mà anh lao tới đâm vào người nó không bao lâu thì con sói cũng mất mạng đúng rồi vẫn còn đám phi nhi còn ở trong bộ lạc nữa lưu nghĩa nghĩ đã sợ nên liền chạy về khu nhà trung tâm phi nhi tô anh mọi người đang ở đâu anh lưu nghĩa anh vẫn sống thì tốt rồi bọn em vẫn ổn sao mọi người còn sống sót mà anh gọi lại không trả lời một tiếng do anh phát hoảng đó đừng trách họ là tôi bảo họ không được lên tiếng những xúc sinh kia bản lĩnh không nhỏ không biết chúng có giả được tiếng người quen dụ chúng ta ra không nên ta bảo họ án binh bất động để an toàn rồi tính vậy những người bên ngoài người sống trên đời này cũng phải có thứ luyến tiếc vì lợi ích lớn hơn của bộ lạc nên tôi bất đắc dĩ để bọn họ ra ngoài đối kháng. Mình của trước đây có lẽ phẫn nộ trước sự lạnh lùng của Khương Mỹ Dương, sau khi thấy thế giới này có nhiều tồn tại không thể tin được thì mới phát hiện ra, đây thật ra là cách tốt nhất để bảo vệ cho mọi người. Đang còn suy nghĩ thì lại có tiếng động bên ngoài, có lẽ là đám xúc sinh còn có đồng bọn, tôi sẽ ra ngoài tiêu diệt chúng. Tộc trưởng đám phi nhi làm phiền cô rồi, được tôi sẽ bảo vệ tốt cho họ. Nói xong thì Lưu Nghĩa vác đao chạy ra ngoài. Ba con, các ngươi đúng là coi trọng Lưu Nghĩa ta quá rồi đó, con đầu đàn hú lên thì hai con còn lại đã lao tới tấn công lưu nghĩa cũng không ngần ngại mà giao thủ với chúng sự xuất hiện của kỳ mưa đen tăng cường lực vương ấn cho mình bây giờ cho dù là đến thêm một nhóm linh thú mình cũng không sợ lưu nghĩa khai mở lực vương ấn chém bay hai con sói thấy không đánh lại thì linh thú sói há miệng gầm thét đòn phong ngâm đánh về hương lưu nghĩa có lẽ thần minh cho rằng lực vương ấn là yếu nhất nhưng trong mắt mình từ trước đến nay không tồn tại yếu hay không mà chỉ tồn tại người nắm giữ có sử dụng tốt hay không mà thôi nghĩ xong thì lưu nghĩa vung kiếm chém loạn xạ về hai con linh thú diệt hai con trắng xong thì lưu nghĩa vác đao đi đến con đầu đàn trong mắt nó nhìn thấy lưu nghĩa giờ như là tử thần nó hú lên như gọi ai đó âm thanh này lẽ nào là nó đang cầu cứu đồng bọn sao tuyệt đối không thể để nó đạt được mục đích lưu nghĩa vung kiếm chém ngay bên này tên mộ vũ cũng nghe thấy tiếng gọi của thú cưng chết tiệt lẽ nào cái nơi này còn có cao thủ khác ta phải chạy qua xem thử đáng ghét nếu như hắc trùng thật sự chết ở đây thì anh trai nhất định sẽ mắng chúng ta hai người chạy đến thì thấy Lưu Nghĩa đã chảm sát ba con linh thú. Lưu Nghĩa đứng đó mà không biết hai người này đang quan sát, hai người này nhìn linh thú chết mà đứng hình. Tiện dân chết bầm, ta muốn ngươi phải trả giá, tốc độ nhanh thật, hắn xuất hiện từ lúc nào vậy? Tên Mộ Vũ chém xuống thì Lưu Nghĩa nhảy né tránh, đây không phải là người đi theo bên cạnh tên hoàng tử kia sao? Xem ra linh thú là do hắn phái đến, quả nhiên là cá mè một lứa, lần này phiền rồi, Vũ ca để đó cho ta. Nina triệu hồi hỏa thuật tấn công, đòn hỏa thuật đánh tới thì Lưu Nghĩa cũng vận lực vương ấn, hỏa cầu nổ thì lưu nghĩa nhảy né tránh cái gì hắn lại có thể né được hỏa cầu lẽ nào ngươi cũng là tu sĩ thần ấn sao nếu như đã biết ta là tu sĩ thần ấn còn không mau rời đi chỉ là người hầu của nia vẫn không đủ để cho ta đích thân động tay trước đây có may bảo vệ mới không để họ phát hiện mình phải lợi dụng điểm này khiến họ rút lui ta quản ngươi là ai kẻ nào đụng vào linh thú của ta chết hắn tung một đòn xét đánh thẳng vào người của lưu nghĩa cho dù ngươi có thân phận nào chỉ cần để cho ngươi không thể quay về thế giới thần thì ai có thể biết ta ra tay với ngươi thấy ngươi quý giá bộ lạc này như vậy ta sẽ phát từ bi thưởng cho bọn họ toàn xác không hổ danh là vũ ca thật lợi hại nghĩ rất tốt nhưng mà chưa đủ thành thạo cái gì ngươi không sao lưu nghĩa nhanh như cơn gió lao tới chém tên mộ vũ một chém này lướt nhanh qua tên mộ vũ tên mộ vũ cũng lập tức ngã xuống cô công chúa nhìn bạch nguyệt quang bị thương thì đau lòng mặc dù không biết đây rốt cuộc như thế nào có lẽ là bởi vì tồn tại của thần vương ấn tên này đối với công kích của mình hoàn toàn bị thần vương ấn hấp thụ thậm chí cho mình quyền khống chế nhất định mình phải đánh nhanh thắng nhanh tu sĩ đê tiện nhanh thả vũ ca xuống thả hắn sao ngươi còn ngây thơ hơn cả hắn như vậy đi chỉ cần ngươi lấy danh nghĩa của thần vương ấn ra thề rằng sẽ không ra tay với bộ lạc này nữa thì ta có thể suy nghĩ tha cho hắn nghe may nói giữa thần minh thì lời thề có rằng buộc là tuyệt đối ngươi cũng là tu sĩ thần ấn ngươi nên biết lời thề đối với chúng ta có ý nghĩa gì ta sẽ không vì chuyện này mà thế đâu nếu như ngươi không đau lòng cho vũ ca của ngươi thế thì ta không khách khí nữa khụ khụ nina cô hãy mau làm theo những gì hắn nói ta vẫn chưa muốn chết đâu nói đi cô có thể hay không đừng đừng giết vũ ca ta làm ta làm ta lấy danh nghĩa của thần vương ấn để thề về mộ vũ sau này tuyệt đối sẽ không công kích bộ lạc khương thị nữa nếu như làm trái lời sẽ chết không trốn dung thân khi thề xong thì một đạo cấm chú trong người nina kích phát quả nhiên lời thề đối với bọn họ mà nói sẽ có tính rằng buộc của khế ước cũng không biết rốt cuộc thần vương như thế nào mà sở hữu được sức mạnh như vậy đã xong thì lưu nghĩa quang tên mộ vũ cho nina rồi bảo họ chim cút rõ ràng ngươi và chúng ta đều là tu sĩ tại sao lại quan tâm đến những tiện dân kia chứ con người chưa bao giờ phân biệt tiện hay không tiện bình đẳng mới là con đường mà loài người sau này nên đi bình đẳng đúng là một suy nghĩ nực cười tu sĩ thần vương sở hữu sức mạnh to lớn mỗi một người đều là con của thần mà những loài người tiện dân kia sở hữu cái gì bọn họ thậm chí còn không bằng linh thú mà nhà chúng ta nuôi một đám khỉ không lông ăn sống nuốt tươi không đáng để chúng ta để tâm tới nếu như ngươi bằng lòng bảo vệ những con khỉ hoang này thế thì ngươi bảo vệ đi hy vọng sau này ngươi còn có thể cười được, không ngờ con của thần sau khi thất bại cũng buông ra những lời nói tàn độc. Các người chắc nghe hết rồi chứ, thần minh mà các người tín ngưỡng thật ra không thèm quan tâm đến các người. Thần minh ích kỷ như vậy các người vẫn còn sùng bái hay không, ta cũng không biết, không cần phải trả lời gấp. Cô có thể từ từ suy nghĩ, thú vui giữa thần minh chỉ có lợi cho con trai của thần, người chịu khổ mãi mãi vẫn là chúng ta. Thay vì dùng thần để xưng hô với họ chi bằng hãy dùng ma thì sẽ thích hợp hơn, cứ quay về trước đã, kỳ mưa đen không tiện để các người ra ngoài chuyện còn lại cứ để tôi xử lý tâm hồn sùng bái của khương mỹ dương cũng đã lung lay làm cơ thể khó chịu những ngày sau đó hồi phục lại sự yên bình không có linh thú và những bộ lạc khác đến làm phiền nhưng sức mạnh của mưa đen vẫn ảnh hưởng mạnh đến những mầm cây chuyện này khiến mình không thể không quan tâm đến có lẽ vì chịu phải hai tầng ảnh hưởng sụp đổ tín ngưỡng nên nữ tử trong bộ lạc càng siêng năng số ít nữ tử đều nhẫn nhịn sự thiêu cháy của kỳ mưa đen mà ra ngoài tìm đồ ăn luồng sức mạnh đó làm lây nhiễm đến phi nhi bọn họ cả ngày đều bám lấy elsa và ami học võ công cuối cùng sau một thời gian dài thì kỳ mưa đen cũng kết thúc bộ lạc khương thị lại sôi nổi linh thú và kỳ mưa đen đã cướp đi một nửa sinh mệnh của bộ lạc nếu như sau này còn bị tập kích lần nữa thì bộ lạc khương thị chịu thiệt thòi về số người không biết nên lấy cách gì để xử lý chuyện này đây tộc trưởng đại nhân không hay rồi bộ lạc lâu thị bên cạnh ghé thăm bộ lạc lâu thị ghé thăm thôi mà có cần phải căng thẳng như vậy không bọn họ đem toàn bộ người của bộ lạc tới nói là muốn hợp tác với ngài toàn bộ người sao đây sợ rằng không phải là hợp tác mà là muốn độc chiếm khương tộc trưởng đừng nói như thế tôi nghe đồn kỳ mưa đen này cô tổn thất rất nhiều người nên mới vội vàng đến hợp tác với cô sao cô lại nghĩ chúng tôi như vậy lâu dương ngươi trực tiếp xông vào bộ lạc đây chính là hợp tác mà ngươi nói sao ta đoán hợp tác là giả còn độc chiếm mới là thật đúng không bộ lạc khương thị lấy nữ làm chủ lâu thị các người không phải cảm thấy chúng ta kỳ lạ sao sao có thể nói hợp tác là hợp tác chứ trước đây lâu thị không địch lại khương thị ngươi chỉ dám đứng sau gây chuyện Giờ số người của chúng ta sụt giảm nên mới dám đến tận cửa khiêu khích, ngươi như thế còn dám nói là ngươi thật lòng hợp tác sao? Cho dù là thật hay không thì ta hy vọng Khương thị và Lâu thị sáp nhập với nhau là thật, nhưng một bước mà nói thì cô làm tộc trưởng của cô còn ta chỉ quản lý tộc của ta thế nào? Bất cứ lời nào của nam nhân đê tiện nói đều không đáng tin, mời đi về cho. Cô đây là kịch liệt phản đối, rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay ta sẽ bắt Khương thị không cần kết giao nữa. Đám nam nhân bộ lạc Lâu thị liền tấn công hai thế đạo này sao không thể thái bình một chút chứ tên này đâm tới khương mỹ dương thì lưu nghĩa đã đứng ra chặt bay cây giáo vừa lờ một cái đánh hỏng cây giáo hệ thống ngôn ngữ mất linh rồi sao không phải vừa nãy to mồm lắm à nam nô đáng chết ở đây không có quyền cho ngươi lên tiếng còn không cút sang một bên ta là nam nô chắc ngươi không phải nói lắm vừa lờ muốn hợp tác với chúng ta cũng được nhưng chỉ có thể là lâu thị dung nhập vào khương thị khương thị sở hữu tất cả quyền chủ đạo dung nhập đây không thể nào lâu thị chúng ta là bộ lạc truyền thống tuyệt đối không đồng ý gia nhập với bộ lạc nữ quyền người mặc dù ngươi biểu hiện rất mạnh nhưng ta cũng nhìn ra người của lâu thị các người cũng bị kỳ mưa đen tàn phá nặng nên mới bất đắc dĩ đề xuất hợp tác với chúng ta dù là bộ lạc nữ quyền nhưng mà nam nô cũng không đê tiện chỉ cần ai có công hiến thì nam hay nữ đều có thể thăng cấp địa vị ta tuyệt đối không nói bà hòa ta tôn trọng một nền văn hóa cũng tôn trọng ý kiến của các người đúng vậy chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập thì chúng ta có thể cung cấp thực phẩm cho các ngươi thế nào đi qua bộ lạc này thì không còn nữa đâu đại nhân chỉ cần ngài lo cho việc ăn uống ngài muốn gì cũng được ta bằng lòng gia nhập từng người một xếp hàng đăng ký không được chen lấn chỉ biết miệng nọt ta thấy ngươi chính là một con chó bên cạnh khương mỹ dương tên lâu dương bay đến đấm lưu nghĩa lưu nghĩa trả đòn đánh cho hắn bay xa vài chục mét cứu cứu ta với hư tên phế vật đánh ngươi chết là đáng tên lâu dương bay màu ngay nha đầu linh ngọc này gần đây tính khí càng lúc càng gống như trước đây rồi xem ra cô ấy đã triệt để yên tâm với nơi này tại sao anh lại đưa ra việc thu nhận họ mặc dù bây giờ chúng ta đang lúc thiếu nhân thủ nhưng họ suy nghĩ không giống chúng ta sau này sẽ có xảy ra xung đột chúng ta đang cần lao động mà họ đưa đến sao lại không cần chứ còn về mâu thuẫn thì cứ đánh bại họ là xong thôi trước tiên phân tổ hoạt động và luyện tập sau một thời gian sống chung thì họ sẽ bị đồng hóa với thói quen của khương thị thôi đây là hiệu quả tốt nhất đấy thì ra còn có cách như vậy lưu nghĩa anh đúng là thông minh thật đấy khương mỹ dương liền hôn lưu nghĩa một phát đây là phần thưởng tặng cho anh lưu nghĩa nhìn qua bốn con vợ thì mặt xám xịt với tám con mắt hình viên đạn nữ nhân này cô ta rõ ràng là cố ý lần này bảo mình về giải thích kiểu gì chứ sau khi tăng thêm số người bộ lạc khương thị lại trở nên đông đúc hơn vì để bộ lạc có phát triển tốt hơn đương nhiên phải ưu tiên mở rộng lãnh địa và xây dựng tường tre phòng ngự phân tổ luyện tập cũng giảm bớt đi rất nhiều chuyện thực lực của thu khôi là người xuất sắc nhất trong bộ lạc đối với nhiệm vụ rất tận tâm để hắn bồi dưỡng ra chiến sĩ là chuyện thích hợp nhất Ami đi theo mình không chỉ học được cách làm thuốc nổ mà còn học được kỹ năng ném thuốc nổ. Với trình độ làm việc cực kỳ nghiêm túc của cô ấy, mình tin những người mà cô ấy dạy ra đều là người ném bom chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian này người của bộ lạc thiết giáp có đến một lần đem đến rất nhiều mũi tên sắt cho chúng ta. Vì vậy đội cung do ai xa dẫn dắt cho dù là săn bắt hay là đánh trận đều sẽ trở thành tiên phong của bộ lạc. Mình chưa bao giờ nghĩ đến bộ lạc Khương Thị sẽ phát triển đến mức này. Nó đủ để bảo vệ bộ lạc Khương Thị của chúng ta trong một khoảng thời gian rất dài. Lưu Nghĩa tôi rất cảm ơn anh, không có anh thì không có Khương Thị của ngày hôm nay. Cô khen quá rồi, những việc này đều là chuyện nhỏ, nếu như cô thật sự muốn cảm ơn tôi, lần sau đừng lừa tôi nữa. Anh thật sự cho rằng tôi cố ý lừa anh sao, nếu như không động lòng với anh thì sao tôi phải làm điều đó, anh đúng là đầu óc cá gỗ. Anh thực sự không hiểu sao, Khương tộc trưởng cô, đám Lưu Nghĩa đứng trên tường thành thì nghe thấy tiếng động trong khu rừng. Tộc trưởng hình như có người đang đi về hướng của chúng ta, nhìn cách ăn mặc này có lẽ là bộ tộc xích dương, trên tay của bọn họ có vũ khí chúng ta bị tập kích rồi. XICH Dương và Khương Thị trước nay nước sông không phạm nước giếng sao bọn họ đột nhiên lại tiến công vậy. Bọn họ đến rất đúng lúc, đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của phân tổ một chút rồi. Đội cung tên chuẩn bị xạ kích, nhóm cung của ai xa liền đứng dậy kéo cung. Từng mũi tên không ngừng được bắn xuống dưới, đám xích dương bộ lạc người trần sông lên cứ thế vị xiên chết vô số báo cáo tộc trưởng công kích của bọn họ thật sự là quá mạnh người của chúng ta căn bản không thể tiến vào được hơn nữa giống như ngài đã nói bọn họ thu nạp bộ lạc lâu thị và đã mạnh hơn nếu nhân khương mỹ dương này mặc dù đầu óc rất tốt nhưng sẽ không làm chuyện gì quá mức xem ra những gì bọn họ làm gần đây đều là vì sứ giả của thần chỉ thị các người dựa theo kế hoạch hành động của vị bên xích dương mà từ từ tấn công vâng thưa tộc trưởng đám tộc nhân của xích dương không dám đến gần mà chỉ đứng xa nhìn vào không công và cũng không rút lui, lẽ nào bọn họ muốn đánh vào tiêu hao với chúng ta sao? Khương Mỹ Dương nhìn cũng âm trầm, ngươi hãy đem người xuống dưới bắt một tên đến đây cho ta, ta muốn hỏi hắn một chút. Tuân mệnh, rất nhanh Ai Sa đã bắt được một tên lên tra hỏi. Ai Sa cắm kiếm trước mắt tên này làm tên này xanh mặt, chúng ta và Xích Dương không thủ không oán vì sao các người lại tấn công vào đây? Biết điều thì nói mục đích của các ngươi, ngươi cũng không muốn đầu lăn long lóc đúng không? Vâng ta nói, ta sẽ nói hết. Đây đều là chỉ dẫn của thần của chúng tôi, thần nói chỉ cần tiêu diệt các người thì bọn họ sẽ bảo vệ cho xích dương chúng ta mãi mãi chỉ dẫn của thần lẽ nào là mặc dù thân phận của thần vương chipolo rất nhiều kẻ địch nhưng hiện tại chỉ có hai người kia là có mâu thuẫn với mình xem ra lời thề vẫn có khả năng có sơ hở may mà động tác đề phòng của mình nhanh nếu không hậu quả thật là khó lường không hay rồi cửa một bên khác của chúng ta gặp phải công kích đội bốn cung tên đã bị tiêu diệt hết vì sao lại như vậy thì ra hai bộ lạc liên hợp tập kích chúng ta trả trách xích dương lại không lui họ chỉ là mồi nhỉ Khương tộc trưởng cô và đội cung tên của Elsa giữ ở nơi này để tôi đi một chuyến, thu khôi, Ami đưa theo đội của hai người cùng đi với tôi. Tuân mệnh thần sứ đại nhân, vâng anh Lưu Nghĩa, Lưu Nghĩa nhớ cẩn thận, ha ha xem ra tộc trưởng đã triệt để chìm đắm anh Lưu Nghĩa rồi. Bên cổng khác thì một nhóm người có khiên từ từ tiến tới, họ dùng giáo phóng những người phía trên, cung thủ ở trên thành cũng bị xiên từng người từng người, tranh thủ đội cung mất người mà chúng muốn công thành, Lưu Nghĩa vừa hay đến kịp mà nhảy xuống ngăn cản thuẫn và cột công thành bản thô sơ xem ra là có người đứng sau chỉ điểm tư tưởng đi trước như vậy lẽ nào cũng là chú ý của người hiện đại đáng tiếc những đồ gỗ này đều là thứ vô dụng lưu nghĩa ra lệnh ném bom đội của ami không ngừng ném bộc phá xuống đám thổ dân bên dưới đám thổ dân bị nổ cho tung đít kẻ chết người bị thương bỏ chạy trối chết thu khôi dẫn theo đôi mâu dài truy sát kẻ nào hàng thì bắt còn kháng thì giết bỏ vâng thần sứ đại nhân thần đảm bảo chúng không có một kẻ nào thoát thu khôi lập tức dẫn quân ra truy đuổi bên danh trại của xích dương bộ lạc lúc này tộc trưởng đại nhân mau chạy thôi chúng ta không đánh lại khương thị bọn họ sắp giết đến đây rồi ngươi nói cái gì mấy trăm nhân thủ phái đi đều đã bị giết hết rồi sao đúng vậy ạ à. lão tộc trưởng tức tối đi ra đấm cho tên dương bách xuân một đấm vỡ mồm đều là chủ ý của tên phế vật nhà ngươi ngươi nói tất thắng nhưng kết quả sao lại như vậy vì sao trách ta là các người nghe chỉ thị của thần cứ phải ra tay với bộ lạc khương thị ta chỉ là ra chủ ý và các người làm theo chuyện này có liên quan gì tới ta ngươi nói cái gì tộc trưởng đừng so đo với hắn chúng ta vẫn nên chạy trước thôi rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt hãy để tên phế vật này ở lại chết thay chúng ta đi tên dương bách xuân lúc này tức đến run người chết ở đây đùa cái gì vậy dựa vào cái gì ta lại sống một cuộc sống thê thảm còn lưu nghĩa thì lại có thể sống sung sướng chứ đầu hàng đi lão đại chúng ta hãy nhận sai với lưu nghĩa nhận sai cậu dựa vào cái gì mà cho rằng chỉ cần chúng ta nhận sai thì hắn sẽ tha cho chúng ta nếu như cậu muốn nhận sai thế thì tự đi một mình đi tên dương bách xuân tung một đạp vào người tên hạ cẩu sau đó thì chuồn vào một bụi rậm để bỏ trốn ở bộ lạc khương thị thì đã bắt tổng cộng được 158 người từ hai tộc xich cam và xich dương thần sứ những người này xử lý thế nào chuyện này cứ hỏi khương tộc trưởng là được tôi phải quay về ôm gái đi ngủ đây lưu nghĩa không anh lưu xin anh hãy tha cho tôi đi hạ phi sao cậu lại ở đây xem ra tập kích bộ lạc khương thị thật sự là chủ ý của cậu và dương bách xuân rồi không đó đều là chủ ý của dương bách xuân tôi có khuyên anh ta nhưng không được tôi thật sự không muốn đối đầu với anh nể tình quen nhau xin hãy tha cho tôi quen sao cậu và dương bách xuân vô cùng gian xảo cậu còn có mặt mũi để cầu xin tôi tha cho cậu thu khôi trực tiếp lôi tên này xử chết không được tôi có thể cung cấp tình báo mà anh muốn tôi biết anh sẽ không tha cho hai tộc kia tôi có thể dẫn đường đưa anh đi tập kích lão già xích cam đó trốn ở một nơi cực kỳ bí mật mà bên xích dương có thần bảo vệ tọa trấn anh tùy ý xuất kích chỉ có kết quả hoàn toàn ngược lại sao tôi chắc chắn cậu nói đều là sự thật tên này ngay đến cả thần bảo vệ cũng biết thử nghe hắn xem sao dù gì ở xích dương còn có đồ đằng mình cần kẻ địch của kẻ địch là bạn tôi không cầu xin anh tin tôi tôi chỉ cầu anh lợi dụng tôi và lưu lại cho tôi một mạng tôi có thể giúp anh đối phó với dương bách xuân tôi hiểu bước đi của anh ta ở đây không có nhìn thấy dương bách xuân xem ra hắn đã vứt hạ phi mà chạy rồi mặc dù hạ phi đáng hận nhưng mà hắn cũng chỉ là con cờ của dương bách xuân thôi tôi đồng ý với điều kiện của cậu hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng cảm ơn đại ân của anh lưu cảm ơn anh lưu đã tha cho tôi một mạng thừa thắng truy kích để bọn họ hối hận vì đã động vào khương thị hạ phi để sống sót mà mỗi tin tức nói ra đều là sự thật dưới sự dẫn đường của hắn chúng tôi đã tìm thấy nơi đóng quân của tộc trưởng xích cam đang trốn những người còn lại của xích cam không nhiều vì vậy dễ dàng bắt hết tất cả vì xích cam xâm lược vào hắc tháp trước nên không tha cho họ mà đem chảm sát hết tiếp đến là xích dương bộ lạc anh lưu đến rồi đây chính là bộ lạc xích dương thu khôi ami hành sự theo kế hoạch thu khôi nhận lệnh dẫn đội mâu dài đột kích người của xích dương bị tập kích thì khiếp hãi hai bên lao vào nhau giao chiến ami cũng mang đội cung phóng về những lều trại tiêu diệt địch đội mâu dài thu hút địch còn đội cung phóng hỏa thiêu đốt lương thực xích dương lần này gặp nạn rồi mình chỉ là nói bố cục sơ sơ nhưng hắn lại nghĩ đến phương pháp đáng sợ đến như vậy lưu nghĩa hình như không giống như trước đây nữa tộc xích dương thấy nhà cháy thì lập tức rút lui thần sứ đại nhân lần này phải làm sao chuyện trong dự liệu cậu dẫn binh bao vây lại mà không tấn công mặt ngoài giả bộ tấn công là được anh Lưu Nghĩa đây là tại sao? Đây là kỹ thuật đánh vào tinh thần họ, lúc nào Xích Dương cũng nơm nớp lo sợ một thời gian dài sẽ khiến tinh thần họ kịch quệ. Lưu Nghĩa triển khai một loạt với nhân thủ rồi giao cho từng nhóm làm theo, bên trong bộ lạc Xích Cam thì sợ hãi lẫn lo sợ hàng ngày. Người đâu mau đi mời thần bảo vệ, vâng tộc trưởng, ha đến rồi, một cơn cùng phong ùa đến nhóm của Lưu Nghĩa, một người bay lơ lửng đứng trên không trung, thuộc hạ của Hỏa Thần là bất tử và vô danh các ngươi nhanh chóng báo tên đi, người này là thần bảo vệ Xích Dương tên Lưu Tiến. Sợ cái gì? các người sớm đã biết được thần vô tình cỡ nào rồi cũng đã chuẩn bị tốt để đối kháng với thần bây giờ sợ thì có tác dụng gì hỏa thần thật sự là nực cười bộ lạc xích dương của các ngươi sắp bị thiêu sạch rồi tại hạ lưu nghĩa thống lĩnh của bộ lạc khương thị sẽ là người lấy mạng ngươi muốn lấy mạng của ta thế thì ngươi thử đi dứt lời hỏa thần phóng lửa xuống chỗ lưu nghĩa anh lập tức nhảy lên né lòn uy lực này lại ngang bằng với nina trên không trung lưu nghĩa dương cung bắn về phía hỏa thần thử cái này đi hư vùng vẫy vô dụng hỏa thần dùng lửa đốt đi mũi tên của lưu nghĩa còn có thủ đoạn gì thì sử dụng luôn đi nếu không đợi ta ra tay thật sự thì ngươi không còn cơ hội nữa đâu thăm dò tạm thời không nhìn ra thực lực nhưng may từng nói ma lực của một người không phải là vô tận vậy thì ta sẽ tiêu hao từ từ đội một đội hai cung tên bắn cho tôi ngay lập tức rất nhiều mũi tên bắn về phía hỏa thần hắn liền nhảy lên tay lại tạo ra một ngọn lửa hắn dùng lửa để khống chế những mũi tên lao tới hỏa thần không phải ngươi rất lợi hại sao sao lại lùi xa như vậy chết tiệt các ngươi ỷ đông đánh ít có bản lĩnh thì chúng ta một đánh một đây là yêu cầu mà hỏa thần đại nhân tôn quý đưa ra vậy ta không thể không làm hài lòng ngài một chút rồi tiểu tử ngươi đã thành công chọc biên ta rồi hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại thật sự của bổn hỏa thần nhanh như chớp tên hỏa thần đã tiếp cận lưu nghĩa bổn hỏa thần cho dù không dùng lửa cũng có thể đánh cho ngươi không còn răng ăn cháo thật ngại quá ngươi sẽ không được như ý rồi dứt lời lưu nghĩa sử dụng lực vương ấn tấn công ngược lại hỏa thần hắn bị đánh văng ra xa địch ngươi lại là người tu hành thần ấn ngươi đúng là nham hiểm lắm lời thật xem chiều đây lưu nghĩa đấm thêm mấy đấm vào mặt hỏa thần hỏa thần liên tục lùi ra né đòn vì những tiện dân này giữa chúng ta một sống một chết căn bản là không có ý nghĩa gì hết chiến tranh bộ lạc nhàm chán này cho dù ngươi đánh thắng thì có thể lấy được cái gì chi bằng bắt tay làm hòa bộ lạc xích dương tập kích hương thị chúng ta cho dù chúng ta bắt tay làm hòa ngươi có dám bảo đảm bọn họ sẽ không tập kích chúng ta lần nữa hay không không đây đều là sắp xếp của vương tử nina ngươi thân là tu sĩ thần ấn lẽ nào không hiểu chúng ta chỉ là bất đắc dĩ thôi sao còn về bộ lạc xích dương ta không dám đảm bảo đây không phải là chuyện mà ta có thể khống chế thế thì không cần nói nhiều nữa dùng nắm đấm để giải quyết đi tên hỏa thần nhìn về phía ngọn lửa ở bộ lạc xích dương ta đầu hàng ta có thể không ngăn cản ngươi đối phó với bộ lạc xích dương nhưng điều kiện ngươi phải đem vùng đất tổ của bọn họ cho ta vùng đất tổ nói ra lần trước gặp được cột đồ đằng cũng là ở vùng đất tổ xem ra lần này cũng vậy trừ phi Ngươi đã bị cột đồ đằng của bộ lạc Xích Dương nhốt lại rồi đúng không? Hừm, sao ngươi lại biết? Xem ra tất cả giống như mình đã nghĩ, vốn dĩ là đến tìm đồ đằng chỉ là gặp vận may mà thôi, không ngờ còn lấy thêm được một manh mối, nếu như không có Tiêu Hao trước đây, mình cũng không đánh được Liêu Tiến, kẻ mạnh như bọn họ không giống như may, bị nhốt ở đây đều có nguyên nhân trong đó. Ta đã nhìn thấy tình hình như vậy, đồng thời còn giúp hắn thoát khỏi khó khăn, nếu như ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này, ta có thể đảm bảo với ngươi là không ra tay với Khương Thị nữa thậm chí còn có thể giúp ngươi giải quyết bộ lạc xích dương thế thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi ha đúng là thần linh ích kỷ vì để bản thân có thể thoát khỏi nguy hiểm mà phản bội thật đúng là tín ngưỡng nực cười được ta sẽ đi ngay hỏa thần vừa chạy đi vừa nói sau đó chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch của hỏa thần tấn công người của bộ lạc xích dương ha ha hỏa thần được lắm nói ít hiểu nhiều địch lưu nghĩa đổi nghề làm xếp của tổ chức buôn bán rồi sao được rồi xem kịch cũng xong rồi chuẩn bị đột kích vâng giao lại cho tôi đi thần sứ đại nhân sau đó ở trong bộ lạc hỏa thần nói với lưu nghĩa đi theo hắn vùng đất tổ này nhìn có vẻ cũng gần giống với bên bộ lạc xích cam có lẽ không phải là người bộ lạc xây dựng đúng không những thứ này tồn tại lịch sử lâu dài ta cũng không biết rõ ngọn nguồn sau đó bọn họ đứng trước cột đằng nói ra ta vẫn luôn muốn hỏi điêu khắc tượng đồ đằng này rốt cuộc là thể hiện cái gì uổng công cho ngươi là một tu sĩ thần ấn ngươi đến cái này mà cũng không biết đây là thần vực đồ vô cùng nổi tiếng khắc họa nơi ở dành cho các thần chủ cao quý mà một bên còn lại là tu la trường địa điểm trừng phạt tiện dân, địch đồ đằng loại tương tự như vậy trên trái đất cũng không phải chưa xuất hiện qua bao giờ. Nhưng tất cả trên hoang đảo này đối với chúng ta mà nói đều là chưa biết, văn hóa của thần linh rất có khả năng là một nền văn hóa chưa được khai thác, này ngươi đang nghĩ cái gì thế? Một vài chuyện thôi, ngươi đừng làm phiền ta ta bắt đầu đây, sau khi lưu nghĩa chạm vào cây cột thì lập tức xuất hiện dị tượng. Một lượng khí huyết màu xanh chui vào trong cơ thể anh, á đau thật, đan điền đau quá hình như có thứ gì đó đang công kích vào lực vương ấn của mình những tia lôi điểu của tu lèn liên tục công kích vào đan điền của anh tiếp đến ba cái nội tại phóng đến công kích rất mạnh lưu nghĩa bị giật điện đau đớn hét lên á ngay giây sau lưu nghĩa cảm giác như vừa lên bảng đếm số không gian trước mắt anh lập tức chuyển sang màu đen lẽ nào mình thất bại rồi sao đột nhiên anh phát hiện một cục gì đó màu vàng đây đây là cái gì lưu nghĩa liền dùng tay chạm vào thử tâm trí anh hiện về những ký ức lúc nhỏ của bản thân lúc đó anh vừa mới học cách đi lại tràn đầy sự tò mò với cái thế giới này sau đó trưởng thành rồi một mình đi đến thế giới xa lạ ở nơi đó mọi em gái đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ thèm thuồng rồi lại được tuyển đi nghĩa vụ quân sự rồi sang u cả bắn nhau cuối cùng dòng đời trôi nổi già nua ở chính hòn đảo này đây lẽ nào chính là cuộc đời mà mình muốn sao không được cho dù mình có cùi cỡ nào mình cũng phải làm chủ bản thân lưu nghĩa bóp nát cục màu vàng trước mặt ngay lập tức một bầu trời đen thui bị một cột sáng màu vàng chọc thủng lục vương ấn của lưu nghĩa phát sáng đôi mắt anh mở to bất ngờ tỉnh lại Cây cột trước mặt anh đã vỡ thành những viên đá, đây thật sự là kỳ tích, không ngờ anh có thể sống sót trong ma lực tàn bạo như vậy. Anh có còn nhớ chuyện vừa xảy ra hay không? Tôi vừa mới đi vào giấc mộng, ở đó tôi đã trải qua cuộc đời của mình, ở đó thứ này đã dùng gái gú để dụ dỗ tôi chìm đắm trong dục lạc, rồi lại đưa tôi xuống cảm giác tuyệt vọng khi đánh nhau với bọn u cà ngu học, nhưng bằng ý chí sắt đá của bản thân tôi không thể nào dễ dàng cúi đầu trước vận mệnh được. Không ngờ anh thật sự có thể hút sạch tất cả ma lực của đồ đằng, thật là đáng ngưỡng mộ hay là cậu cũng đi tìm thêm một cây đồ đằng xem thử không không đâu có thể thoát khỏi khó khăn là may mắn lắm rồi tôi không muốn tìm chết nữa đâu vậy cậu dự định đi đâu về nhà hay là nếu như anh không ngại tôi muốn tạm thời đi theo anh đi theo tôi đầu óc cậu có vấn đề à chuyện phiền phức trên người của tôi cậu cũng biết rồi có thể sẽ trở thành mặt đối lập với người mà cậu không muốn trở thành kẻ địch như vậy cậu cũng muốn đi theo tôi sao mỗi một người đều hy vọng bản thân sẽ trở thành người mạnh nhất tôi nhìn thấy sự thông minh và dũng cảm của anh nếu tôi học hỏi được nó thì sẽ vượt qua nỗi sợ ở bên trong như vậy tôi sẽ đột phá thêm một lần nữa hai vậy được thôi nhưng mà cậu phải nhớ mọi người đều bình đẳng không được đem thần giới của các người ra thể hiện vâng đều nghe theo anh không ngờ lần đầu tiên mình thu nhận một tiểu đệ lại là thần có cậu ta bên cạnh mình có thể học được nhiều bản lĩnh hơn sau đó lưu nghĩa dẫn hỏa thần về bộ tộc các em gái ở đây đều ngưỡng mộ nghe nói đội trưởng lưu lần này còn đưa ra khái niệm thị trường ngoại thương sau này chúng ta sẽ mở ra kiểu giao dịch với các bộ lạc khác hu nam thần như vậy triệu tập thêm người cho bộ lạc lại còn đưa ra kế sách cô gái bên cạnh của anh ta đúng quá may mắn rồi ây dô đại đội trưởng của chúng ta dưới một người trên vạn người còn biết đường quay lại sao sao nữa vậy có gì thì từ từ nói chứ từ từ nói ai biết được anh từ sáng tới tối là ở chung với nữ nhân nào sao mà từ từ nói được chứ ý cô nói tôi trêu hoa gạo nguyệt bên ngoài sao ai nói bậy với cô vậy cần gì ai nói bộ lạc khương thị nhiều nữ nhân muốn xảy ra quan hệ với anh như vậy khi lưu nghĩa tôi là người như nào các người còn không biết sao? Tôi thật sự không thể chịu được khương mỹ dương rồi, sao phải để lại cơ hội cho người khác chứ? Thật ra chúng ta không dự định trách anh, bộ lạc khương thị mặc dù đã xem chúng tôi là nữ nô, nhưng lại cho chúng tôi quyền lợi tôn trọng bản thân. Vì thế khi anh mạo hiểm đến tìm chúng tôi, chúng tôi dự định giữ thế tục và pháp luật kia kiên trì ở bên cạnh anh. Nhưng đây không có nghĩa là chúng tôi có thể nhẫn nhịn để cho những nữ nhân khác cùng hưởng thụ anh. Cho nên tôi chỉ hỏi anh một câu, có cưới hay không? Trời ơi thì ra không phải ghen mà là ép hôn sao, lẽ nào anh không muốn triệt để có được chúng tôi sao, ôi đậu xanh kích thích quá. Không bây giờ không phải là lúc, bộ lạc Khương Thị chỉ vừa bắt đầu, nguy cơ vẫn còn đó, muốn không bị ức hiếp tôi cần phải mạnh hơn nữa. Anh anh, tôi muốn đủ mạnh để bảo vệ các cô, phải đủ tiềm lực để cưới các cô rồi còn sinh con nữa. Tôi phải chịu trách nhiệm cho gia đình này, xem ra anh đã có chú ý rồi anh muốn làm gì, vẫn là phi nhi hiểu tôi. Tôi đã có suy nghĩ cho con đường sau này rồi, vì tương lai của chúng ta, đầu tiên tôi cần phải đi về chùa Cam Tuyền tìm một đại sư tên là Melo. Rất nhanh sau đó Lưu Nghĩa tạm biệt các con vợ tương lai của mình. Các con vợ cũng đứng tạm biệt. Có người nói lời yêu thương, có người nói sẽ tìm thằng khác nếu anh không chịu về. Lưu Nghĩa nghe mà muốn méo mặt. Cuối cùng anh quyết định chạy đến ôm các con vợ một lượt. Đợi tôi tôi nhất định sẽ đem theo tương lai mà tôi đã hứa quay lại. Sau đó hỏa thần Lưu tiến đi trước Lưu Nghĩa đi sau lên đường ra đi tìm đường cứu nước. Không phải là đi chùa Cam Tuyền sao? sau chúng ta lại đi về phía biển? cái này có lẽ anh không biết là đúng rồi chùa cam tuyền nằm ở nơi giao giới của hai giới chỉ cần đi về trước hai bước thì có thể đi vào thần giới rồi sau đó hai người đi ra phía bờ biển mặc dù chùa cam tuyền ở trên đại lục nhưng chúng ta cần phải thông qua thuyền đặc biệt để đến đó vào đêm trăng tròn sẽ có thuyền đi qua nơi này sau đó hai người nhóm lửa ngồi nói chuyện một lúc đợi trăng lên đợi mãi thì trăng cũng lên đỉnh ngay lập tức một con thuyền xuất hiện trong lúc lữ nghĩa đang kinh ngạc với kích thước của thuyền thì ngô chính sơn xuất hiện các ngươi muốn đi đâu hắn là quản sự của con thuyền này. Chúng tôi muốn đi chùa Cam Tuyền, Ngô Chính Sơn đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghĩa, ngay lập tức anh cũng cảm nhận được ánh mắt của người này nặng nề thật. Hắn chỉ mới nhìn một chút thôi đã khiến mình cảm thấy rất áp lực, mỗi người một ma kim đưa tiền rồi lên thuyền, hỏa thân Lưu Tiến liền móc tiền ra làm Lưu Nghĩa có chút ngạc nhiên. Ma kim lẽ nào là tiền tệ của thế giới bọn họ sao, tiền trao cháo múc Ngô Chính Sơn dẫn bọn họ lên thuyền, vừa lên thì bọn họ phát hiện ở đây có rất nhiều người ngô chính sơn dẫn bọn họ đến một căn phòng bằng gỗ phòng này thuộc về hai người các người có thể đi lại ở trên thuyền nhưng tốt nhất đừng gây chuyện nếu không tôi sẽ ném hai người xuống thuyền ấy vâng tôi biết rồi quả nhiên là núi cao thì có núi cao hơn mấy hôm trước mình còn ngông cuồng vì thực lực bản thân tăng mạnh hôm nay đã bị hiện thực vả vào mặt sau khi lão quản sự rời đi lưu tiến nằm lên giường vừa nãy tôi nhìn thấy người trên thuyền khá nhiều bọn họ là muốn đi đến chùa cam tuyền sao không phải tôi đoán bọn họ đều là từ quận sơ nguyệt qua đây Đến đây chỉ là muốn thử cảm giác thôi, không có suy nghĩ xuống thuyền, lẽ nào bọn họ không muốn tìm cơ duyên sao? Ở trong thần giới không phải tất cả mọi người đều có thể tu hành thần ấn, người bình thường ngoan ngoãn sống cũng không kịp sao phải chạy lung tung khắp nơi chứ, vậy kẻ vừa rồi có lai lịch thế nào, hắn là Ngô Chính Sơn là ma sư cũng là quản sự ở trên thuyền, anh chỉ cần nhớ không được đắc tội với hắn là được, mấy cái khác không cần quan tâm đâu, không nói nữa Lưu lão đại chúng ta đi làm vài ly thôi. Lưu Tiến rõ ràng không muốn nói chuyện của Ngô Chính Sơn xem ra thực lực của hắn rất mạnh rất nhanh hai người đã đi ra đại sảnh vừa vào bàn đã có người hỏi các người từ hoang đảo kia đến sao ở đó có phải thật sự là có dã nhân không giống như truyền thuyết nói sống một cuộc sống làm dãy quần áo rách dưới không hư không ngờ thần cũng hóng chuyện xem ra phải thay một bộ quần áo mới để không gây ra sự chú ý của người khác bọn người này có tư tưởng xem thường người địa phương đã ăn sâu vào trong xương rồi đột nhiên có một thanh niên tên văn sâm cùng hai em người hầu đi đến này hai người bên kia nghe nói các người từ hoang đảo lên thuyền sao, nhìn bộ dạng của các cậu rất hiểu biết về hoang đảo, chút tiền đây ông thưởng cho cậu cậu hãy kể cho tôi nghe đi. Lưu Nghĩa nhìn đồng tiền rơi dưới đất, anh tỏ ra bố mày đếch thèm rồi quay sang thì thầm với Lưu Tiến, các người bị câm sao đang hỏi các người đấy, tôi không phải là hạ nhân của ngài, cũng không phải là đối tượng cần tiền bố thí, muốn biết chuyện của hoang đảo thì tìm người khác đi, hư dám nói chuyện với công tử của ta như vậy. Thật là không biết trời cao đất dày, ta sẽ giáo huấn người, một em người hầu lấy gậy ra chỉ vào người Lưu Nghĩa, à liên triệu hồi ra mấy vòng trong màu xanh định bắn anh, Lưu Tiến liếc mắt nhìn thấy liền dùng tốc độ âm thanh đánh bay quyền trượng trong tay em gái, em nó đỏ mặt đứng im chịu trận. Trước đây Lưu Tiến có nói những người tu hành loại thần ấn này cơ bản là dùng gậy ma lực để thi pháp, bây giờ ma lực đột nhiên bị cắt ngang sẽ gây phản phệ có lẽ cô ta rất đau khổ. cái thứ không biết trời cao đất dày, dám bắt nạt nữ nhân của bổn công tử, xem ra chỉ có thể để các ngươi lấy cái chết để tạ tối. Văn Sâm tung trưởng về Lưu Nghĩa. Trước đó quản sự có nhắc nhở mình không được gây chuyện, nhưng bây giờ hắn muốn giết mình mình phải ra tay tự vệ thôi, Lưu Nghĩa nhảy lên né đòn tấn công. Tay anh đã cầm sẵn con dao bay xuống kề vào cỗ văn sâm, lão ngô quản sự bất ngờ xuất hiện, mọi người đều là người văn minh ta khuyên các ngươi đừng nên làm loạn. Bỏ đao xuống, Lưu Nghĩa thu đao nếu như ngô quản sự đến rồi hãy để ông ta phán xử vậy, phân xử ha ha. Văn sâm tung một đòn đánh lén vào lưng anh, Lưu Tiến lập tức chạy đến đỡ cho Lưu Nghĩa đòn này hư a. A liêu tiến có sao không? Ở đây lời của lại văn Sâm mới là chân lý. Hôm nay ta muốn các ngươi phải trả giá cho hành vi của bản thân mình. Đủ rồi tiểu tử của văn gia, ngươi thật sự cho rằng ở đây là nhà của mình chắc. Ngươi vì hai tiểu tử này mà muốn đối đầu với văn gia ta sao? Ngô quản sự liên tức giận uy áp rất kinh khủng. Văn gia cũng không phải là thiên hạ vô địch. Ta hy vọng tiểu tử ngươi có thể hiểu được đạo lý này. Hư lần này tha cho ngươi một lần đấy nhưng mà hãy nhớ đắc tội với bổn công tử sẽ có kết cục không hay đâu lúc này lưu nghĩa đang hô hấp cho lưu tiến không trả lời lần sau không có ai thay ngươi đỡ nắm đấm này lại nữa đâu tên văn sâm lại chuẩn bị ra đòn tiểu tử ngươi dừng lại hừ ta không cần người khác chặn lại một mình ta có thể giết ngươi rồi lưu nghĩa dùng tốc độ nhanh nhất đá vỡ trứng cút của văn sâm hắn liền bị hạ đo ván nằm sấp mặt dưới đất hừ tên này mặc dù ma lực rất mạnh nhưng nhục thể rất yêu cộng thêm khinh địch một đá này xem là trả thù cho lưu tiến rồi hừ khi ngươi lên thuyền ta đã cảnh cáo rồi ngươi lại dám ra tay đánh người trước mặt của ta ngô quản sự phàm là người đều phải nói chuyện công bằng từ đầu đến giờ ta chỉ là tự vệ trước đòn công kích của đối phương mà thôi mọi chuyện là do bọn họ gây sự trước lẽ nào do hắn giàu mà ngươi bênh vực hắn sao ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi dựa vào cái gì mà có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như văn sâm công tử hơn nữa văn sâm công tử ngất rồi lời ngươi nói chỉ là từ một phía ngô quản sự liền ôm lấy liêu tiến định ném xuống thuyền đột nhiên có người chặn ông ta lại nói rõ đầu đuôi sự việc mà bản thân nhìn thấy, lúc này mọi người cũng hùa theo trần tình sự việc. Đám đông đã nói như vậy ngô quản sự liền ném lưu tiến trở lại, mọi người đã chứng minh vậy thì chuyện này xem như bỏ qua, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu. Sau đó hắn đến chỗ văn xâm xem xét tình hình, dìu hắn về phòng nghỉ ngơi đi, xem ra sức mạnh của quần chúng lớn. Mặc dù hắn có ý muốn giúp văn sâm, nhưng dân thường quá nhiều hắn không muốn gây ra làn sóng dư luận. Tại hạ lưu nghĩa cảm ơn vừa nãy đã thay ta nói chuyện. Không cần khách sáo ta chỉ nói sự thật, hơn nữa sớm đã ngứa mắt với thằng Văn Sâm này rồi, ngươi dìu hắn về nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, ngươi có thể gọi ta là Bàng Trúc, nếu sau này có thể thì nói chuyện hoang đảo với ta một chút, được xin đa tạ. Rất nhanh ở trong phòng Lưu Tiến đã ngồi vận pháp hồi phục, sau hơn nửa ngày thì cũng tạm thời ổn định, vết thương của ngươi thế nào rồi có nghiêm trọng không? Bị thương không nhẹ, có lẽ cần 10 ngày mới triệt để hồi phục, chúng ta kết thù với Văn Sâm lần này về chùa Cam Tuyền e là không dễ dàng rồi. Kẻ thù của tôi ở khắp nơi cậu nghĩ tôi còn sợ sao? Đột nhiên có tiếng thông báo sắp đi qua khu vực sương mù, mọi người không được ra ngoài. Khu vực sương mù là cái gì vậy, Lưu Nghĩa thắc mắc. Khu vực này rất nguy hiểm nhưng cũng rất thần kỳ, nguy hiểm là có thể gặp phải giã thú tập kích, thần kỳ là đi qua vùng biển này thuyền sẽ bị lật ngược và bước vào lĩnh vực của thần giới. Đây không phải giống như phim hải tặc mà mình đã xem giao, lẽ nào chúng ta đã đi vào trong thế giới gương sao? Lúc này Lưu Nghĩa nhìn ra phía cửa sổ thấy một màn sương, ở đây sương khói mờ nhân ảnh áo em trắng quá nhìn xuyên qua. Anh đi đến bên cửa mở ra thì một luồng không khí mát lạnh tràn vào, cơ thể anh như là đom đóm liền phát sáng. Lực Vương ấn lại tự động giúp mình chống lạnh, sương mù này giống như mưa đen bao hàm một lượng lớn ma lực, lưu đệ sao cũng ra ngoài rồi. Bàng trúc sao anh cũng ra ngoài lẽ nào không sợ dã thú tấn công sao? Cậu cũng đâu có sợ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Quá khen quá khen chỉ là dũng cảm hơn người khác một tí mà thôi, mặc dù cậu rất dũng cảm nhưng tôi vẫn cảnh cáo cậu tuyệt đối không được lơ là những xúc sinh này rất hung dữ đại đa số người gặp bọn chúng đều đã mất mạng đấy đột nhiên một con ma móng vuốt sắc nhọn lao đến ngay lập tức một đòn công kích tác động vào mặt của nó ngô chính sơn chính là chủ nhân của đòn đánh vừa rồi trên mỗi chiếc thuyền đều sẽ có một ma sư hắn sẽ phụ trách đối phó với những xúc sinh này thì ra là anh đã biết ngô quản sự sẽ trừng phạt bọn chúng chiếc thuyền lúc này đột ngột lật ngược lại hoan nghênh đến với lĩnh vực của thần đến rồi sao nhưng mà tôi không nhìn rõ cái gì hết nhìn không rõ là chuyện bình thường chúng ta ở đây không phải để ngắm cảnh mà là để ngắm những thứ này. Tay bàng trúc chỉ về một con chim mỏ vịt, Ngô Chính Sơn liền đánh một đòn hạ gục con chim. Sau đó xuất hiện thêm một đàn chim quỷ biến dị, xúc sinh cút về cho ta, dứt lời Ngô Quản sự lại tung trưởng về đàn yêu thú. Ngô Quản sự thực lực rất mạnh, đột nhiên lại xuất hiện tiếng nói, Ngô Chính Sơn năm đó người truy sát ba huynh đệ của ta trong ba nghìn dặm. Hôm nay chúng ta đến để trả thù ngươi, hầu hổ ngươi vẫn lì đòn à, năm đó ngươi không đánh lại ta bây giờ huynh đệ ngươi chỉ có chút bản lĩnh thì làm gì được ta chứ họ ngô kia mắt chó của ngươi bớt xem thường người khác đi hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại tiền bối an toàn của chiếc thuyền này làm phiên ngài rồi ta sẽ đi lên phía trên giải quyết Hùng ngô quản sự gọi bàng trúc là tiền bối xem ra trước đây là mình đánh giá thấp bàng trúc rồi sau đó một người một ma lao vào đánh nhau lưu nghĩa cậu muốn góp vui không có lẽ cậu biết dùng lửa hay là lên đi tôi không biết nhưng mà bằng hữu của tôi biết Vậy thì gọi đi, ba huynh đệ đầu hổ bây giờ chỉ xuất hiện một người. E rằng hai tên còn lại sẽ tập kích bất ngờ, Ngô Chính Sơn e là lần này lành ít giữ nhiều, vậy thì tiền bối cứ tiết kiệm ma lực đi. Những tiểu lâu la này cứ giao lại cho tôi và bằng hữu là được, Lưu Tiến mau chóng đến đầu thuyền cần lửa của cậu một chút. Hùng lẽ nào Lưu lão đại đã đi đối phó với dã thú rồi sao? Lão đại đúng là biết gây chuyện, lúc này Lưu Nghĩa đã xuất thủ đánh nhau với Sên bọ hùng. Vừa hay mình hấp thụ được đồ rằng thứ hai nhưng vẫn chưa thích ứng được, hôm nay sẽ lấy các ngươi ra để luyện tay anh tung một hỏa quyền nhưng chỉ hạ được vài con một bầy khác xông đến bỏ miệng số lượng này quá nhiều rồi nhưng một ngọn lửa khác xuất hiện nướng giã cầy bọn sen bọ hung này lão đại tôi đến rồi đây ư cậu cẩn thận đừng đốt luôn con thuyền này đấy rất nhanh hai bên lao vào đánh nhau với yêu vật tà sung hữu đột đám yêu thú rơi dụng như sung không tệ lưu để có sức lực phá được vạn pháp chàng trai này cũng không tệ khống chế hỏa thuật này cũng xem như là nhập thất rồi cảm ơn tiền bối đã quá khen rồi ở bên này Hầu Hổ nhìn thấy huynh đệ Lưu Nghĩa tiêu diệt đám sen bọ hung thì tức giận, hai tên tiểu tử khốn kiếp ta sẽ khiến các ngươi thịt nát xương tan, đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay siêu to khổng lồ tấn công Lưu Nghĩa, bàng trúc liền tạo ra một màng bảo vệ. Chỉ là mấy trò khỉ mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao? Ngô Chính Sơn nhân lúc kẻ địch sơ hở liền vận chiêu, để ta đánh kích cuối cùng. Một kích siêu mạnh đánh thẳng về phía Hầu Hổ, hai thằng em của hắn lúc này mới xuất hiện a à đại ca, đại ca không sao chứ? không sao nhưng mà lần này chúng ta gặp phải thứ khó đối phó rồi ba huynh đệ chúng ta hợp thể còn sợ không đối phó được sao còn muốn động tay ư ừ. lẽ nào không biết kính già yêu trẻ à năm đó lão quỷ sư phụ của các ngươi cũng phải gọi ta là đại ca đấy là là từ tiền bối sao từ tiền bối bớt giận ba huynh đệ chúng tôi lập tức sẽ đi ngay họ ngô kia hôm nay xem như ngươi may mắn hy vọng lần sau ngươi cũng sẽ ngay ngắn như vậy hư chạy nhanh đấy hôm nay may mà có tiền bối ở đây nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng không biết nên báo đáp tiền bối thế nào ta chỉ tiện tay thôi nhân lúc còn sớm cậu đừng làm mấy chuyện quản sự này nữa nếu còn tiếp tục e là sau này khó mà có cái chết yên lành tiền bối giáo huấn rất đúng sau khi làm xong chuyện này tôi sẽ từ chức tôi còn có việc nên cáo từ trước xong việc rồi cậu hãy nói chuyện ở trên đảo được không nếu tiền bối đã thích thì chúng ta tìm một nơi tôi sẽ kể cho tiền bối sau đó lưu nghĩa chém gió phần phật kể chuyện một đêm thì trời cũng sáng cuối cùng thì bọn họ cũng đến nơi phía trước chính là thành nguyệt lượng chùa cam tuyền chính là ở bên trong đó thì ra các người muốn đi chùa cam tuyền tìm người sao đúng vậy có người nhờ tôi đến chùa cam tuyền đưa chút đồ ừ vậy thì chúc các cậu sớm gặp được người muốn tìm vâng cảm ơn tiền bối đột nhiên bàng trúc nhảy xuống đạp sóng bay đi cung phu thật là lợi hại không biết lúc nào mình mới có thể đạt được sau đó thì chiếc thuyền cập bến tên văn sâm cũng đi theo xuống thuyền hừ hai tên này tới số rồi mau lập tức liên hệ với gia tộc gọi người đến đây không thể để bọn chúng đi ra khỏi thành nguyệt lượng này lúc này hai thanh niên kia đang đi trên phố liêu tiến giải ngố cho lưu nghĩa tôi từng nghe người khác nói ở đây từng là một đại lục siêu cấp sau đó trong trận chiến diệt thần đã bị đánh nát mà tách rời ra chỉ còn lại một hòn đảo theo thời gian phát triển thành châu lan của bây giờ vậy đại lục siêu cấp trong truyền thuyết đó tên là gì hình như là tây châu gì đó tây lan châu mình chưa bao giờ nghe nói nhưng mà đại tây châu thì nghe rất quen tai văn minh cổ trong truyền thuyết atlantis đều tồn tại ở tây châu lúc này đột nhiên xuất hiện một người lái xe cọp xuất hiện dừng lại trước mặt lưu nghĩa từ đâu một viên đá đập vào chân con cọp làm nó hét lên á rồi từ trong xe xuất hiện một người bay ra đó là một cô gái tâm hồn trong sáng đây là ăn vạ sao tôi tôi trong sạch lão đại tôi phát hiện ra rồi anh chính là thể chất hay gây ra chuyện cô gái nhìn mặt lưu nghĩa kêu cứu anh cũng vội vàng ngồi xuống đỡ cô ta dậy bàng chúc ở trong một góc tường huynh đệ xin lỗi rồi lâm ra có ơn với tôi nhưng chuyện này tôi không thể ra mặt được nếu như cậu và văn gia đã kết oán thì thêm một chuyện nữa không sao hy vọng có thể đưa cô ta thoát khỏi văn gia ngày sau tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu thôi tập này tạm dừng ở đây nhé hẹn gặp lại mọi người ở video sau